cho các bạn. Trong video này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay một giắc sạc của điện thoại di động nha các bạn. Đây mình mới nhận một cây Nokia Lumia 530 nha các bạn. Cái hiện tượng của nó là sạc chập chờn các bạn. Giắc sạc nó lỏng á, cắm mình cắm giắc sạc vô nó lỏng. Sạc lúc được lúc không nha các bạn. Cái trường hợp này á, theo mình á thì mình nên thay một giắc sạc mới nha các bạn. Sau đây là thao tác của mình nha các bạn. Đây. Cần lấy ô cắm và cắm nguồn nha. Cái hiện tượng của nó như vậy nha các bạn. Mình cắm cái sạc vô nó lỏng nha các bạn. Nè, cắm vô không được rồi. Lúc được lúc sạc lúc được không? Giắc sạc lỏng nha các bạn. Lắc qua lắc lại nè. Rất là lỏng nha. Sạc lúc được lúc không nha các bạn. Đây nè. Trường hợp này á mình nên thay giắc sạc mới nha các bạn. Giắc sạc mới á thì cái đầu cắm này, đầu cắm là của USB micro USB nha các bạn. Cái chuẩn của nó là micro USB. Cái này cắp sạc nha các bạn. Ở đây mình có một cái đầu cái giắc sạc. Giắc sạc của máy Lumia. Cái này xài chung nha. Đây là giắc sạc của Lumia nha các bạn. Ở đây là xài chung là model 520 nè, 625 nè, 630 nè, 730 nè. Và cái model 530, tất cả các giắc sạc này xài chung hết nha các bạn. Đây. Trường hợp mà giắc sạc lỏng các bạn nên thay giắc sạc mới cho mình nha. Các bạn cắm thử nha, test thử. Trước khi các bạn cắm thử các bạn lắc ok. Nó khích là ok nha các bạn. Chứ đừng như cái điện thoại này cắm vô nó lỏng là nó không mất tiếp xúc á giữa các chân vi sạc á. Từ cái nguồn cáp nó làm cho mất tiếp xúc dẫn đến là sạc lúc được lúc không nha các bạn, sạc chập chờn á. Đây nè. Cứng nha các bạn. Khá chắc chắn nha. Các bạn cắm đây nè. Nó lỏng nha các bạn. Lúc được lúc không nha các bạn. Lỏng đen đấy nè. Thôi. Đây mình tắt nguồn mình tháo máy ra nha các bạn. Mình tiến hành thay giắc sạc của Lumia 530. Rồi, các bạn tháo ra cho mình nha. Ở đây các bạn dùng một cái Victor 5 nha các bạn. Ốc lớn quá. Vì Nokia, dòng Nokia là có hai loại nha các bạn. Một là Victor 5, hai là Victor 6 ha. Cái dòng Lumia này. Nếu các bạn dùng cái Victor 6 quá nó không vừa các bạn. Các bạn dùng chuyển cho mình dùng Victor 5 ha. Victor 5. Tiến hành tháo máy nha các bạn. Ở nhà các bạn khéo tay các bạn có thể sửa nha các bạn, không cần phải đi ra mấy cái cửa hàng điện thoại di động đó, nó thay giắc sạc cho các bạn. Cái này mình có thể tự thay giắc sạc ở nhà nha các bạn. Cái này rất dễ nha. Ở đây mình hướng dẫn kỹ thuật cho các bạn. Cái kinh nghiệm sửa điện thoại của mình rồi cái gì mình hướng dẫn cho. Ở phía bốn ốc ngoài cùng các bạn. Bốn ốc ngoài cùng là ốc lớn á. Mình dùng cái Victor 6 nha các bạn. Đây nè. Bốn ốc ngoài cùng dùng Victor 6. Còn mấy năm ốc giữa thì dùng với Victor 5 nha các bạn. Ốc nhỏ ha.
đó mình tách mình lấy bo ra nha các bạn. Đây, cái này cái khay sim 2 ha. Đây mình khi mình sửa cái máy Nokia Lumia 530 á, mình cố gắng mình giữ lại nha các bạn, không thôi nó rớt ra nó thất lạc nha các bạn. Còn đây là nguyên bộ full màn hình với cảm ứng chung nha các bạn. Ở bên trong á, bên trong đây nè, cái cáp nó sẽ có tích hợp cái màn hình với cảm ứng, nhưng mà cái cáp ăn cáp cảm ứng đó các bạn, nó không có tách rời ra mà nó sẽ hàn chung vô với cái cáp màn hình luôn nha các bạn. Cái này socket mà cái socket màn hình ha, là duy nhất là chung một cái nha các bạn, chung một sợi ha. Nhưng mà khi mà tách ra là cảm ứng riêng, màn hình riêng, cảm ứng nó sẽ hàn dính chung vô trên cái cáp của màn hình ha. Đây là mainboard nha các bạn, mainboard Nokia Lumia 530 ha. Cái vị trí cần thay là với cái jack sạc này nha các bạn. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dễ làm nha. Tại vì có hai phương pháp á, một là các bạn khò trực tiếp cho mình, bật bật máy khò lên nha. Trước tiên bật bật máy khò cho nóng. Có hai phương pháp á, một là các bạn hàng trực khò trực tiếp cho mình nha, khò là khò vị trí khò từ trên xuống dưới. Hai là các bạn khò ngược đó các bạn, là nó đảm bảo. Tại vì cái này á, nếu mà mình dùng băng cao nhiệt để dán cái che cái micro lên, tại vì nếu mà các bạn khò mà không che lại cái micro á, là micro hư luôn nha các bạn. Mấy anh em nào thợ mới vô nghề á, hoặc là anh em kỹ thuật nào mà chưa biết về cách khò này á, các anh em có thể xem tham khảo nha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thích bắt đầu vô nghề sửa điện thoại nha các bạn, hoặc là thích vụt vặt thôi, chứ nhiều anh em thợ nào mà đã từng học qua trường lớp rồi á, mấy cái kỹ thuật kho hàng này, cái này là điều quá đơn giản nha các bạn. Ở đây vị trí hàng á, bây giờ mình sẽ cái vị trí hàng là các bạn dùng siêu nha, che micro cho mình, hàng trực tiếp luôn nha các bạn. Các bạn dùng cho mình cái kẹp bo ha. Kẹp các bạn để ý giùm mình nha, là đừng có cho nó cấn linh kiện nha các bạn. Nè, bên đây là vị trí mát nè, tách rời cái linh kiện ra nha các bạn. Thôi các bạn mà khò mà không có linh kiện, đụng linh kiện á, tại vì cái linh kiện này rất nhỏ nha các bạn, nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho linh kiện bị chóc mạch nha các bạn. Rồi xong nha, rồi sau đây mình tiến hành khò nha các bạn. Cái bước tiếp theo á là mình dùng cái siêu các bạn. Một mình có một cái nhiệt thì dùng, hai là mình dùng cái siêu nha, cho mình nha các bạn. Ở đây mình lấy một cái miếng băng cao nhiệt ha, che lại cái micro, che cho hơi nóng á các bạn, nhiệt á nó không lan xuống cái micro này nha các bạn. Đây, dùng cái miếng băng cao nhiệt ha. Cắt cái miếng nhỏ nha các bạn. Trường hợp anh em nào ở nhà mà không có cái băng cao nhiệt để che cái micro lại các bạn, để hàng khòi lên á, các bạn khỏi dùng luôn nha các bạn. Các bạn dùng một cái siêu nè, dùng cái siêu kim loại nha các bạn, cắt để che lại nha các bạn. Rồi đây là vị trí nha các bạn, các bạn che chắn micro lại cho nó kín nha các bạn. Các bạn chờ cho cái mỏ hàng á, mỏ khò nó nóng lên á, rồi các bạn tiến hành hàng ha.
Ở đây các bạn cho mình một ít mở hàng ha, mở hàng hoặc nhựa thông á. Đây là cái giác sạc cần thay nha các bạn, thay giác sạc nha. Giác sạc này bị lỏng quá, cắm vô nó không tiếp xúc. Thôi các bạn cứ khò khò trực tiếp cho mình ha. Nhớ cho một ít nhựa thông nha các bạn, mở hàng cho nó dễ chảy chì nha các bạn. Rồi các bạn cứ đảo đều tay cho mình ha. Làm này làm đất chanh nha các bạn, chút xíu là nó chảy chì à. Rồi các bạn có thể thay tại nhà luôn nha các bạn. Anh em nào khéo tay tí là thay tại nhà luôn nha, khỏi không cần phải ra cửa hàng nha. Rồi chì nó chảy vậy các bạn. Rồi đang lắc chân đá vậy. Nhớ che kỹ micro lại nha các bạn, thôi nó hư. Rồi lên này nha các bạn. Đây. Đây là cái giác sạc cũ á, nó bị lỏng không hư các bạn, mình thay cần thay mới nha. Rồi các bạn quan sát nè. Đây cái micro nha các bạn, micro mình che chắn lại nguyên si như cũ nha các bạn. Cái này vị trí hai chân bìa. Chân bìa các bạn, chân bìa là có một chân dương một chân âm nha các bạn. Chân bìa một chân dương trong. Rồi cái giác sạc mới này, cái giác sạc cần thay nha các bạn. Đây giác sạc cũ ha, bỏ ra. Cái vị trí chân hàng này các bạn, nếu các bạn thấy mà nó khi các bạn khò hàng á, bạn thấy nó chì nó thiếu các bạn, các bạn lấy dây chì các bạn xi cho mình một ít ha, cho nó đủ độ bám nha. Nhưng mà đảm bảo á là tất cả các cái chân chì này nó không được dính vào nhau nha các bạn, tách rời nha. Ở đây mình tiến hành xi chân cho một ít mở hàng ha. Các bạn lấy cho mình ít dây chì nha, chì các bạn nên lấy chì nhuyễn nha bạn, chì nhỏ đừng lấy chì lớn quá, chì lớn quá hàng cho điện tử á, hàng mấy cái mối hàng điện tử á thì được, chứ các bạn dùng chì lớn quá thì cái chì nó nhiều quá các bạn, nhưng các bạn khó hàng quá. Mình cạo xo cái cho nó món hàng nó sáng nha. Ok nha các bạn. Bắt đầu mình tiến hành xi chì á. Vừa xi vừa quan sát vừa kéo nha các bạn. Nhớ cho mình mở hàng cho mình nha. Kéo đều nha các bạn. Rồi ok. Đây nào các bạn. Các bạn thấy không? Mình cái lớp chì này á, mình mới đắp lên nha. Đây là cái chân chì á rồi, mới đắp lên tại vì nó thiếu chì các bạn. Các bạn phải đắp lên thôi nó thiếu. Nó ấy vừa hàng nó không dính chân nha các bạn. Vậy là cái khả năng ok nha các bạn. Xong rồi á. Rồi bắt đầu chúng ta tiến hành đóng lại cái giác sạc mới vô trên bo nha. Các bạn tiến hành tương tự cho mình nha. Cái này là cái cách hướng dẫn mình hướng dẫn cách này cách làm này cực dễ nha các bạn. Anh em ở nhà có thể tự thao tác được nha.
đây nè, các bạn dùng cái siêu nữa che ra, che lại cái mirror cho mình ha. Sau khi che mirror á, các bạn khò nóng cho mình. Các bạn khò nóng cái chân chì cho nó chì nó chảy đều hết nha các bạn. Nhớ cho thêm một ít mỡ hàng nha, mỡ hàng gì không ha. Các bạn dùng cái đầu nhíp á, các bạn rà thử coi cái chì nó chảy, nó đã chảy chưa. Khi mà chì nó chảy vậy các bạn chỉ cần đặt cái chân hàng, cái giác sạc ra vô là ok nha các bạn. Tại vì ở giác sạc á, nó cố định bằng mấy cái lỗ các bạn, cái lỗ sạc á. Rồi, ok á, chì nó lỏng rồi các bạn. Rồi các bạn đặt vô nha. Đặt vô xíu đúng, nhớ đá chân nha các bạn. Rồi. Rồi xong rồi các bạn. Rồi là xong rồi. Rồi. Rất nhanh nha các bạn. Rồi các bạn để cho nó nguội xíu là các bạn lấy ra được rồi. Giờ mình cắt ra nha các bạn. Thế nào? Lỡ siêu ra micro nha. Rồi các bạn bắt đầu đo cái điện áp ra chứ chân sạc cho mình nha. Coi nó có hàng có dính hay không nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy không? Vị trí chân sạc nè các bạn. Chân sạc mới ok nha các bạn. Ổn hết nha các bạn, ok hết rồi. Các bạn thấy không? Đây nè, cái chân nó đều dính, nó không dính nhau các bạn. Như vậy là chuẩn rồi nha các bạn. Rồi các bạn dùng cục sạc ha. Rồi các bạn test lại cho mình nha. Mình đo hai đầu chân nha các bạn. Mình đo cái đầu chân hai chân bìa ở ngoài các bạn. Chân bìa ở ngoài ha. Các bạn cắm sạc vô cho mình nha. Rồi cái chân bình thường á, một chân nó nối mắt là các bạn chỉ cần đo bất kỳ cái siêu trên cái siêu này các bạn. Cái siêu này toàn là bộ nối mắt ha. Còn cái chân còn lại á là nó nối con điện trở này nha các bạn. Nó có điện áp trên tụ cho này nha. Mình cần đo cái điện áp lấy hai dùng cái đồng hồ đo một chân quay âm á, đo trên cái siêu này, để các bạn để siêu này. Một đầu quay dương á các bạn chạm trong con tụt này nha các bạn. Rồi sẽ có điện áp về sạc ha. Rồi các bạn cắm vô. Ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành đo điện áp ra. Các bạn kiểm tra cho mình nha. Các bạn dùng đồng hồ ha. Bật cái thang đo. Mình giờ đây mình dùng đồng hồ số ha các bạn. Các bạn ở nhà có đồ đồng hồ số hay đồng hồ kim mình xài ha. Mình chỉnh thang đo 20 nha các bạn. Mình đo được cái điện áp đầu ra ha. Rồi các bạn quan sát đồng hồ giùm mình nha. Đây, hai que. Que âm mình nối mát nha các bạn. Không cần phải nối ha, tại vì hai chân bìa lại, một chân nối mát á. Các bạn quan sát đồng hồ nha. Đây nè. Mình sẽ đo một điện áp trên tụ nè. Đây. Các bạn thấy đo không? Điện áp ra 5.34V không? Đây nè. Que âm kẹp mát. Quay dương bạn chấm cái đầu con tụ này. Được 5.34V nha các bạn, là ok nha các bạn. Mình là cái giác sạc mình thay thành công nha. 5.34V. Rồi sau đó khi xong thì thay xong các bạn. Các bạn tiến hành vệ sinh nha.
mà trước khi vệ sinh đó các bạn để ý cho mình nè, ở đây có cái chân mà cái mũi hàng các bạn, là bốn chân á, bốn chân này là chân định vị cái giác sạc này nè. Cái trường hợp mà nó thiếu chì nha các bạn, nó chưa thiếu chì á, các bạn phải bắt buộc các bạn hàng lại cho mình nha. Rồi nếu trong quá trình mà các bạn sử dụng á, các bạn cắm vô cắm sạc á, lắc qua lắc lại á, nó sẽ bung cái mũi hàng này ra nha. Nếu các bạn dùng cái chì á các bạn, cái này mà thiếu chì á, các bạn xi lên cho mình nha. Còn nếu đủ, nếu mà các bạn thấy đủ rồi á, thì thôi ha, không cần. Còn nếu trường hợp mà nó thiếu chì các bạn, đây nè, ví dụ trường hợp này thiếu chì nha các bạn, thiếu chì mình sẽ dùng dây chì ha, mình xi lên xi một xíu ha, coi như chấm mỏ hàng là ok hả. Đây nè, bạn chấm mỏ hàng cho mấy vị trí này là tí nó tự động nó bám dính ha. Đây các bạn thấy không, vị trí mình vừa xi nè các bạn. Nhớ nha, các bạn xi đờ cho mình nha, bốn cái chân này nè, bốn cái chân định vị, cái này nó giữ chặt cái giác sạc ra. Nếu mà các bạn mà hàng nó bị nó không dính nữa các bạn, thì chắc chắn trong quá trình xài á, các bạn lắc qua lắc lại á, nó sẽ bung mũi hàng, có thể nó kéo thì nó bị gãy cái chân sạc này là chóc in luôn nha các bạn. Rồi các bạn cứ hàng kỹ lại cho mình nha. Các bạn chấm á các bạn, nhưng mà giữ để món hàng giữ chút xíu là nó tự động nó bám vô nha các bạn. Rồi. Để cho món hàng nó nóng như là giữ, các bạn giữ một xíu là nó ok, là nó tự chảy vô nha các bạn. Rồi như vậy ok nha các bạn. Hàng xanh là nó dính ok nha các bạn, bốn chân ha. Sao chì á nó bám được rồi, nó làm cho cái chân hàng nó lá chắc chắn nè các bạn. Sau khi các bạn làm xong rồi các bạn vệ sinh cho mình nha. Tại vì cái mỏ hàng á nhựa thông nó dính đây nè. Vệ sinh sơ cho mình nha. Các bạn dùng một ít bông gòn ha. Bông gòn mình dùng xăng thơm nha các bạn. Xăng nước, cái nước rửa bo các bạn. Các bạn tiến hành vệ sinh ha. Các bạn lấy cho mình ít bông gòn ha. Chút xíu mà không đựng nhiều quá. Rồi được rồi nha các bạn. Rồi các bạn chấm một ít xăng cho mình ha. Xăng lại nước rửa bo các bạn. Đời nha các bạn. Các bạn chà vệ sinh. Vệ sinh đều nha các bạn. Đây các bạn có vệ sinh nha, chà. Chà mấy khe này các bạn. Chà mấy phần mà mình hàng các bạn, nhựa thông á. Tẩy sạch đi nha. Để dính. Các bạn nhớ vệ sinh chà kỹ nha các bạn, chà hai bên luôn nha. Chà sạch sẽ tất cả các cái nhựa thông hay mỏ hàng các bạn, còn sót lại á. Chà cho nó sạch bo ha. Rồi, sau khi chà xong và các bạn đo điện áp ok á. Hồi nãy chúng ta đã đo điện áp ok rồi thì giờ chúng ta ráp máy lại thôi nha các bạn.
Vậy là xong nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu ráp máy ha. Trước tiên á, đây là cái khay sim 2. Khay sim 2 các bạn gắn lại cho mình nha. Nhét khay sim 2 này vô nha các bạn. Nhớ các bạn khò hàng xong á, thao tác xong á, nhớ vệ sinh cho nó sạch bo, sạch đẹp bo nha các bạn. Đừng có để hàng ở đây dơ. Cái nhựa thông á, nhựa thông khi mở hàng á, nhìn nó lem nó dơ lắm. Rồi, gắn socket vô nha. Socket nè, socket màn hình cảm ứng luôn các bạn. Rồi cái socket, cái cáp cảm ứng á, nó hàng chung vô cái màn hình luôn ha. Rồi, các bạn gắn cái khâu vào sau vô. Lấy ốc nha các bạn. Ở đây 4 ốc ha, 4 ốc. Các bạn lấy mình 4 ốc bên ngoài cùng các bạn. 4 ốc á. Là lấy ốc lớn nha các bạn. Victor 6 nha. Đây các bạn dùng cái Victor 6 cho mình nha. Lấy Victor 6 bạn vô nha các bạn. Tại video này á, mình vừa làm vừa hướng dẫn các bạn nha. Các bạn không biết các bạn thích học nghề điện thoại á, mình vừa hướng dẫn mình chỉ cho các bạn. Chứ nếu mà ra ngoài mà làm á, mình làm rất nhanh nha các bạn. Hướng dẫn cho các bạn từng bước nha. Và các bạn có thao tác đó, để mốt các bạn nếu mà có làm nghề á, các bạn cũng có kỹ năng cơ bản nếu mà các bạn thực hành nha các bạn. Thôi, còn mấy con ốc giữa các bạn, là mấy con ốc nhỏ ha. Các bạn dùng Victor 5 cho mình nha. Ở đây có 5 con ốc nhỏ. Làm ở nhà các bạn làm thao tác cho thuần thục cho các bạn. Lúc đầu các bạn hơi lộng cộng, các bạn mới kho hàng á, các bạn hơi lộng cộng tí ha. Nhưng mà sau trong quá trình mà ví dụ các bạn thực tập 1-2 ngày liên tục á, và cái kỹ các bạn sẽ nhìn đánh giá cái kỹ năng của mình ha. Cái này đòi hỏi các bạn để ý một tí và cái bạn khéo tay một tí là ok nha các bạn. Rồi, ốc mình đã xiết xong nha. Đây là cái khay sim 2 nha. Đó, các bạn chỉ cần cắm vô nha. Test thử phần sạc nha các bạn. Lên nguồn nha các bạn. Ok nha. Khích nha các bạn. Cái này khích nha. Khích chứ không phải như cái kia nó lắc không. Cái giác hạt tủ là lắc nha các bạn. Cái này khích nha. Rồi các bạn rút ra. Đánh nắp lại vô cho mình. Cho nó start, nó khởi động lên nha các bạn. Rồi đây nè. Rồi các bạn đóng nha, tắt nguồn nha. Rồi các bạn đóng lại cho mình nha. Đây nè. Ok nha các bạn. Đây bán đang sạc nè các bạn. Đây nè, sạc ok nha các bạn. Như vậy là các bạn đã sửa xong một cái ban nha. Sửa xong cái thay giác sạc cho Nokia N30. Các bạn có thể ứng dụng thay tất cả các giác sạc cho các smartphone hiện tại y như cách này nha các bạn. Đây mình có thể sửa tại nhà. Rồi, clip mình đến đây là hết, hướng dẫn đến đây là hết nha. Rồi các bạn có cần hỗ trợ kỹ thuật hay gì á, các bạn có để comment phía dưới video này. Mình sẽ support các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha.